Xin chào bạn, nếu như các bạn đã từng trầm trồ về iPhone X với khung viền mỏng bằng thép hay là Samsung Note 9 với màn hình vô cực toàn là kính thì hãy tạm thời quên đi, bởi vì cách đây gần 10 năm, tức là hồi năm 2011, Nokia đã ra một chiếc máy với phần khung vỏ cùng nhiều chi tiết được chế tác từ vàng 18, nút bấm phủ sapphire nè, mặt lưng dao thuộc cao cấp từ Scotland, thậm chí là màn hình Gorilla Glass, đó chính là chiếc Nokia Oro, chiếc điện thoại thuộc dòng cao cấp sang trọng và sánh ngang hàng cũng với lại 8800 hay là 6700 Gold. Chắc hẳn các bạn vẫn chưa quên một thời mà Nokia đã rất sáng tạo, luôn cố gắng tạo ra những cái mới, biến những suy nghĩ tưởng chừng như không thể vào thực tế. Họ đã có những chiếc máy dòng phổ thông, những chiếc máy dòng trung cấp và những chiếc máy dòng cao cấp về mặt công nghệ. Đồng thời thì họ cũng có những chiếc máy vừa có những dấu ấn công nghệ lại có sự cao cấp sang trọng và đẳng cấp, ví dụ như là Oro ở trên tay mình đây. Về cơ bản thì chiếc máy này được phát triển từ chiếc C7 có giá rẻ hơn. Tuy nhiên điểm nhấn của nó chính là những vật liệu sử dụng trong quá trình chế tác. Cái điểm đầu tiên chính là phần vỏ bọc mạ vàng 18 ở các phần viền bốn cạnh, ở trên nút home ở giữa, ở các phím bấm tăng giảm âm lượng cũng như là phím tắt mở màn hình, rồi phím camera hoặc là tại khu vực cụm camera phía sau. Nokia cho biết là họ đã sử dụng một cái kỹ thuật đặc biệt để dát rất là nhiều lớp vàng chồng lên nhau ở trên con Oro này. Từ đó thì không chỉ đảm bảo cái khía cạnh thẩm mỹ mà còn có thể giúp nó có khả năng chống được trầy xước. Và không chỉ trên máy mà cả cái chiếc tai nghe không dây đi kèm với nó cũng được dát vàng toàn bộ. Đồng thời dứt độ nào đó thì đây là một phiên bản sang trọng của AirPods mà Apple ra mắt sau này. Không chỉ có vàng mà nhiều loại vật liệu cao cấp khác cũng được sử dụng trên Nokia Oro, điển hình như là một viên sapphire được vắt cạnh đặt ngay ở vị trí nút home mạ vàng bên dưới. Khi có thông báo thì khu vực này sẽ lấp lánh sáng lên tổng thể do một hiệu ứng quang học cực kỳ ấn tượng và đẹp mắt. Và chưa dừng lại đó, chúng ta còn có một cái mặt lưng phía sau phủ lên một lớp da sản xuất bởi hãng Brick of Wear Leader. Thì cái công ty ở Scotland sản xuất đồ da có lịch sử tới hơn 100 năm, chuyên làm đồ da cho các sản phẩm cao cấp bao gồm cả xe hơi hạng sang như là Aston Martin, chiếc xe của 007 đó. Tất cả các thành phần đó đều được gói gọn trong một chiếc smartphone nằm gọn trong lòng bàn tay với cân nặng chỉ 132g, chất lượng hoàn thiện gần như là không có điểm nào để chê ở thời điểm đó cũng như là ở bây giờ. Về cấu hình thì máy cũng có những công nghệ thuộc phân khúc cao cấp thời bấy giờ như là màn hình cảm ứng AMOLED 3.5 inch 360x640, một độ rung ảnh 210 ppi, kính Gorilla Glass, nền tảng ARM 680 MHz, 256 MB, 8GB RAM. Camera sau thì chúng ta có camera 8MP, đèn flash dual, camera trước 0.3MP, hỗ trợ Wi-Fi 3G. Và cái điểm đặc biệt cuối cùng là viên pin với thời lượng lên tới 1200mAh, thời gian sử dụng lên tới 9 tiếng khi mà đàm thoại qua chức năng 2G. Kỳ thực cho tới thời điểm này, một chiếc Nokia dòng sang cùng với một chiếc bút Montblanc vắt túi, một chiếc đồng hồ Omega Speedmaster trên cổ tay, hai thắt lưng hình chữ H vẫn là một cái định nghĩa về sự sang trọng cao cấp của nhiều người. Với mức giá khi ra mắt hồi năm 2011 là khoảng 23 triệu đồng, chỉ bán giới hạn tại một số thị trường, Nokia Oro C7 rõ ràng vẫn là một chiếc máy thuộc dòng cao cấp, dù không có những công nghệ tiên tiến so với vô vàn những chiếc smartphone ở thời điểm hiện tại, nhưng kỳ thực nó vẫn còn đó những giá trị như một minh chứng cho một Nokia mà chúng ta đã từng mơ ước. Xin chào các bạn.